kênh Bất Động Sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại đường quy hoạch số 3 ở mặt tiền đường nhựa vỉa hè 25m nha quý anh chị. Đường nhựa bằng cờ thông tứ hướng hết nha. Hướng này là hướng về lăng rừng cũng được nha quý anh chị. Thuộc tọa lạc của mình là thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Mặt tiền kinh doanh buôn bán nha. Đây, hướng này là ra đường 36m đường Nguyễn Tất Thành nè. Hôm nay em có một sản phẩm là một căn nhà mặt tiền đường nha quý anh chị. Đây, căn nhà này nha. Căn nhà mới này nha quý anh chị. Mặt tiền mình là hơn 6m, sâu vô là 24m, full thổ cư nha quý anh chị. Đã có nhà cấp 4, cực kỳ đẹp, nhà mình hai mặt tiền luôn nha. Căn nhà này dân cư ở kính hết rồi nha quý anh chị. Đấy. Mặt tiền đường nhựa nha quý anh chị. Căn nhà nói chung là mới ken luôn, căn nhà số nhà là 98 nha quý anh chị. Đường nhựa bằng cờ thông tứ hướng hết nha. Nói chung là căn nhà này chủ đang kẹt tiền đó quý anh chị. Muốn bán nhanh để trả nợ ngân hàng nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà thiện chí căn nhà thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu thì liên hệ cho em nha. Em xin nói lại diện tích căn nhà này là ngang là hơn 6m. Tí nữa em sẽ quay cái sơ đồ vị trí cho quý anh chị xem nha. Nhà mình là được hai mặt tiền nha. Ngang là 6m, sâu vô là 24m. Full thổ cư luôn nha quý anh chị. Căn nhà này được hai phòng ngủ, một phòng khách, một toilet nha. Phía sau là cùng dư ra 3m cho quý anh chị, làm vườn làm đồ các thứ cũng được nha. Tại phía sau mình là có mặt tiền phía sau. Quý anh chị nào mà thích mở hai mặt tiền mở, còn không là mình mở một mặt tiền nha quý anh chị. Muốn kinh doanh buôn bán đồ các thứ thì mình mở hai quán hai mặt tiền luôn nha. Ở đây thì nó hơi tối xíu để em mở thêm, tại vì nó đang bị khu này nó đang bị cúp điện đó quý anh chị, nên là không có bật đèn được. Để em mở cánh cửa ra cho nó sáng tí nha. Nói chung căn nhà này thì em xin nói giá luôn, chủ nhà đang kẹt tiền muốn bán nhanh, giá chỉ có 4.4 tỷ thôi nha quý anh chị. 4.4 tỷ cho khách thiện chí. Quý anh chị nào mà thiện chí căn nhà này liên hệ cho em nha. Chỉ 4.4 tỷ thôi nha quý anh chị. 4.4 tỷ là đã có căn nhà mặt tiền của đường quy hoạch số 3 nha. Sát với đường Nguyễn Tất Thành, mình cách đường Nguyễn Tất Thành tầm 300m nha quý anh chị. Đi xuống rẽ trái về biển Long Hải Vinh Cô là một cây số là tới nha. Đây, phía sau này nè. Có sân rộng phơi đồ nè, các thứ rất rộng rãi nè. Đây là phía ngoài căn nhà của mình nha quý anh chị, nhưng mà đất của mình luôn nha. Tại vì chủ xây cái đường luồng này cho nó mát thôi, để cho nó mát mãi vô nhà thôi. Đất của mình luôn nha. Phía sau này nè, từ cái bờ tôn này nè đi ra là 3m nữa nha quý anh chị. Nhà mình rất là dài, nhà mình tới 24m lận. Trong này thì phòng bếp đây. Đây là phòng toilet nha quý anh chị. Phía sau này nè, phía sau bờ tường này còn 3m nữa. Rất là rộng rãi luôn. Quý anh chị nào mà thích căn nhà mặt tiền đường quy hoạch số 3 thì liên hệ cho em nha. Đường này rộng 25m, mặt tiền kinh doanh buôn bán rất là tiện ích, làm quán ăn, quán tạp hóa hoặc kinh doanh hoặc đầu tư cũng được nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà thích ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu thì liên hệ cho em nha. Em xin nói lại diện tích của mình là hơn 6m, sâu vô là 24m, full thổ cư, mặt tiền kinh doanh buôn bán, nhà còn mới nha quý anh chị. Giá là 4.4 tỷ cho khách thiện chí nha. Rồi để em quay cái sổ cho quý anh chị xem. Cái sổ mình đây cho quý anh chị. Thửa đất số là 82 tờ bản đồ 179, địa chỉ là thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 144.7m², thứ sử dụng là full thổ cư nha quý anh chị. Đây. Đường quy hoạch số 3 nha. Phía sau có đường đất này nè. Ngang là 6m, sâu vô là 23m, 94 là 24m nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha.